Chiều ngày 22 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự tại điểm cầu trung tâm huyện có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và lãnh đạo Ủy ban dân huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tuyên truyền phổ biến một số nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 18, như nghị quyết về phương án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2024, nghị quyết phương án hỗ trợ kinh phí phát triển cây quế từ nguồn ngân sách huyện, v.v. Tiếp đó, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri tại điểm cầu các địa phương. Nội dung các ý kiến tập trung vào một số lĩnh vực như đất đai, chi trả hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ y tế xã, chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam, chế độ hỗ trợ làm nhà cho người có công, việc thực hiện chế độ cho người có huân huy chương, v.v. Đây là những ý kiến khá biệt. Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tiếp thu tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng trả lời cử tri bằng văn bản.